xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay minh hải miền đông tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn một câu chuyện đầy cay đắng xót xa cho một cặp đôi nam nữ và tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe để bình luận chia sẻ về câu chuyện này trước khi bước vào câu chuyện tôi không quên gửi tới lời chúc cho quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an mạnh khỏe may mắn trong cuộc sống và giờ đây kính mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe chi tiết về câu chuyện. vô tình, Minh đã làm bắn nước bẩn ở đường lên rổ rau của một bác bán rau ven đường anh định dừng xe xuống xin lỗi bác ấy Nhưng lúc đó hiên dục đi ngay Sau khi ra trưởng Minh về làm cho công ty của anh trai Lúc đó anh giữ chức vụ trưởng phòng Cũng vì đẹp trai có tài lại con nhà giàu Nên anh được khá nhiều cô gái theo đuổi Thực sự thì Minh cũng ý thức được rằng Mấy cô chủ động theo đuổi lấy lòng anh là vì ham cái gia thế gia đình anh Chứ chưa chắc đã phải vì tình yêu thật sự. Vậy nên, Minh không vội vã quyết định yêu ai, Mà muốn cho mình thời gian tìm hiểu để chọn được người vợ thực sự. Đợt đó, công ty Minh có tuyển nhân sự cho dự án mới. Phòng anh thì không tuyển thêm, Nhưng anh cũng có tham gia vào dự án này, Nên cũng chịu trách nhiệm phỏng vấn. Tuy nhiên, đúng hôm phỏng vấn, Minh bị đau học nên anh không phỏng vấn trực tiếp mà chỉ chịu trách nhiệm chấm bài test sau nhóm ứng viên tới phỏng vấn hôm đó. Minh khá ấn tượng với Hiên cô gái có gương mặt bầu bĩnh và khá thông minh trong giao tiếp. Bản thân Minh thì đã ưng hiên rồi, nhưng hội đồng phỏng vấn có những ba người nên không biết mọi người có đồng ý cả hay không. Minh cũng không muốn dựa vào việc anh là giám đốc mà ép mọi người, nhưng nếu hiên không trúng tuyển thì kiểu gì anh cũng tìm cách tán tỉnh cô bằng được. Vì thực sự anh đã bị cô gái ấy cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ hôm phỏng vấn cho tới khi có kết quả cuối cùng, thời gian mà ứng viên phải chờ là 25 ngày. Vì dự án khá quan trọng nên công ty muốn tuyển người có năng lực thực sự. Vậy là thời gian đó, Minh lên kế hoạch tán tỉnh Minh qua điện thoại, chỉ bằng một tin nhắn nhầm hai người đã bắt đầu có những tin nhắn xin lỗi qua lại rồi làm quen đúng ngày biết kết quả hiên đã trúng tuyển vào công ty của mình minh sung sướng tới mức muốn chạy ngay tới nhà báo tin cho cô biết nhưng lại cố gắng bình tĩnh minh muốn hẹn gặp hiên vào ngày hôm sau vào buổi trưa tại một quán cà phê hiên nói mai mình bận chưa biết có gặp được không có gì cô sẽ báo lại sáng ấy hiên đến làm việc ngày đầu tiên cô sung sướng vô cùng vì được vào làm ở một công ty có tiếng như vậy điều mà cô và bạn bè sau khi ra trường ai cũng phải mơ ước giờ nghỉ trưa ra ngoài ăn tình cờ hiên nhìn thấy quán cà phê mà minh hẹn lại gần công ty mới cô liền lấy điện thoại gọi cho anh nào ngờ minh bảo anh ngồi sẵn đó đợi cô rồi và lần đầu tiên gặp nhau cũng là lần mà Minh khiến Hiên bất ngờ tột độ Hóa ra chàng trai nhắn nhầm Lại là có chủ đích cả Cô chẳng thể ngờ đó lại là sếp của mình Sau hôm đó Minh công khai tán tỉnh Hiên Tuy nhiên Hiên tìm mọi cách từ chối Chỉ coi Minh như một người anh tốt vậy thôi Cả công ty ai cũng bảo hai người đẹp đôi Nhưng có người thì lại nói Hiên làm trò để cưa cẩm sếp Kẻ ghen ăn tức ở thì lại bảo ông ấy chỉ chơi bởi thôi Nghĩ sao ông ấy giàu có thế lại yêu và lấy được tầm thường Chơi chán rồi bỏ thôi Tuy nhiên bằng tình yêu chân thành Minh luôn muốn chứng tỏ cho Hiên thấy anh yêu cô thật lòng Quen nhau 4 tháng Và bằng sự tấn công tới tấp cuối cùng Hiên cũng bị Minh khuất phục Cô nhận lời làm bạn gái của anh Tuy nhiên Minh muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đưa ngay Hiên về ra mắt ai ngờ được cả nhà ủng hộ hôm đó để ăn mừng bước đầu tình yêu của hai người thuận lợi minh liền lái chiếc mui trần chở người yêu đi một vòng quanh thành phố chơi minh cũng ngỏ ý muốn đưa về nhà hiên ra mắt hiên hơi giật mình nhưng rồi có bảo để em về xin phép bố mẹ đã rồi em sẽ thu xếp sau minh vui mừng khôn xiết và đã nghĩ tới tương lai hạnh phúc của hai đứa lúc đi qua đoạn đường có nhiều người bán rau Vô tình không để ý nên Minh đã làm bắn nước bẩn ở đường lên rổ rau của một bác bán rau ven đường Minh định dừng xe xuống xin lỗi bác ấy Nhưng lúc đó Hiên dục đi ngay vì đúng lúc ấy bạn Hiên gọi cần gặp cô có việc gấp Phóng xe qua rồi mà lòng Minh vẫn hối hận lắm Chở người yêu tới chỗ bạn xong Minh đánh xe quay lại chỗ bác bán rau khi nãy anh xuống xe rồi rú rít xin lỗi, thậm chí anh ngỏ ý mua giúp bác chỗ rau bẩn kia vì sợ người ta chê bác sẽ bị ế ai ngờ. Không sao đâu, tôi lấy nước rội qua là sạch ngay thôi. Mà cậu quen cái hiên nhà tôi à? Tôi thấy nó ngồi xe cậu khi nãy mà. Ơ, ừ, bác, bác là mẹ Hiên sao ạ? À? Cháu, cháu là bạn của Hiên. Bác chưa kịp trả lời thì chị ngồi bên cạnh đã nói còn với cái thế Nó lớn ngần đó Xinh xắn như thế cũng là nhờ gánh rau của mẹ Vậy mà thấy mẹ cố ý làm ngơ Đúng là bất hiếu Cháu như bác thì chẳng con cái gì luôn Đi làm có tiền là ra thuê nhà chung cư ở Còn bỏ mặc mẹ ở cái nhà ọp ẹp ấy Thôi cô ạ à, Thấy nó sung sướng là mình mừng rồi Tôi cũng vẫn tự lo được cho mình mà Mình không ngờ người con gái anh yêu thương thực sự anh tôn trọng muốn cưới làm vợ lại là người như vậy minh lập tức rút ví đưa cho bác bán rau một sấp tiền rồi bảo cháu biếu bác số tiền này bác dùng để sửa lại nhà cho chắc không có mưa bão nguy hiểm lắm rồi minh chào mọi người lên ô tô phóng đi với túi rau bẩn của mẹ người yêu và chuyện tình của anh và hiên chắc chắn chỉ dừng lại ở đây thôi có lẽ người vợ mà anh đang tìm kiếm vẫn chưa thấy xuất hiện Vâng, thưa quý vị và các bạn Một câu chuyện đầy cảm xúc Cũng là hòa lẫn với là chua sót Mà người đàn ông đã chia sẻ lại Và anh là một con người Có chức, có quyền, nhà, cao cửa rộng, giàu có Nhưng tính tình anh là một con người hiền hậu, có đức nhưng không ngờ lại yêu nhầm một người phụ nữ nhà đã nghèo thấy mẹ bán rau còn không dám nhìn mẹ ngó lơ và cái kết chắc rằng thì người đàn ông này sẽ không bao giờ lấy một người phụ nữ như thế này để làm vợ tôi cũng, cũng mong rằng quý vị lắng nghe để chia sẻ bình luận về câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại